Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành thói quen với nhiều người dân. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng trưởng mạnh cả về số lượng và giá trị giao dịch. Phần lớn khách hàng và tiểu thương đều nhận thấy giao dịch không dùng tiền mặt giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không phải lo trả tiền thừa, tiền giả hay mất mát. Trước đây, khi đi chợ dân sinh, chị Thủy luôn phải mang theo tiền mặt, đặc biệt là tiền lẻ để chi trả cho các món đồ mua về cho gia đình. Thế nhưng bây giờ, chị gần như không bao giờ mang tiền mặt bên người khi đi chợ. Mọi giao dịch tại chợ từ mớ rau, con cá hay cân thịt đều chỉ cần quét mã QR là đã có thể thanh toán một cách gọn nhẹ. Bây giờ hầu như là thanh toán bằng code chuyển khoản như thế. Tiện mà nhanh, mà mình đi chợ mình không phải cầm nhiều tiền đi để cho nó đỡ bị khó thanh toán ấy. Bây giờ có cái thanh toán như thế là cũng thấy rất là thuận tiện luôn. Vì bây giờ khách hàng đa số là người ta sử dụng bằng tiền này, người ta không tiền này người ta nó rất thuận tiện, người ta ngại, người ta không bỏ tiền vào trong người và người ta đi đâu người ta có thể là quẹt mã là được ngay. Thế nên ra là rất là thuận tiện cho cả người mua lẫn người bán. Thế là bọn cô cũng cảm thấy là cũng rất là hài lòng cái vấn đề mà bây giờ nó cũng văn minh. Việc thanh toán không dùng tiền mặt giờ đây đã trở nên quen thuộc với tất cả những người bán hàng cũng như người mua, với đủ mọi mặt hàng từ cao cấp đến bình dân nhất. Mô hình cũng được kỳ vọng mang đến môi trường số hóa tài chính đơn giản, an toàn, tiện lợi và thúc đẩy việc sử dụng phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch hàng ngày. Một số mà chị em đi làm cơ quan ấy thì chúng tôi phải làm như thế này, chỉ có việc quét cái là xong thôi, nó nhanh chóng hơn. Mua bán nó nhanh gọn hơn. Kể cả 10.000, 20.000, 10.000, 20.000 đều được mà. Thì tức là ngân hàng họ tạo điều kiện thế này, chị thấy là người dân tích cực hưởng ứng đấy. 50-30 người ta cũng chuyển cho chị là cũng rất là thuận lợi. Mà đỡ khỏi cầm tiền mặt đếm ra đếm vào, mà nhất là về dịp Tết mà chỉ sợ tiền giả là cứ chuyển như là bọn chúng tôi rất là ưng ý. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, phương thức sử dụng QR code có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất cả về số lượng và giá trị. Số lượng thanh toán năm sau luôn cao hơn năm trước nhiều lần. Phương thức sử dụng QR code trong năm 2022 tăng tới hơn 225% về lượng và 244% về giá trị so với năm 2021. Trong 3 tháng đầu năm 2023, thanh toán qua phương thức QR code tăng mạnh mẽ với 160,7% về số lượng và 43,8% về giá trị. Và sau 2 năm triển khai thì chúng ta đã có những chuyển biến rất là tích cực trong hoạt động thanh toán dùng tiền mặt của quốc gia. Thay vì chúng ta thực hiện việc thanh toán qua và sử dụng tiền mặt rất là mất thời gian và đôi khi rất là mất vệ sinh ở các khu vực chợ dân sinh, thì việc thanh toán không dùng tiền mặt bây giờ có thể thực hiện rất là đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng thông qua các ứng dụng ngân hàng cũng như là các cái ví điện tử rất là phổ biến ở trên các thiết bị di động của bà con. Chuyên gia cũng cho biết xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt chắc chắn sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới, khi dân số trẻ, khung pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, hạ tầng ngày càng phát triển hơn.